Tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte ngày 3 tháng 10 tới Ukraine trong chuyến công du chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức hôm 1 tháng 10. Tại đây, ông Mark Rutte đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky về kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định sự ủng hộ của NATO đối với nỗ lực gia nhập Liên minh quân sự của NATO. Theo ông Mark Rutte, Ukraine đang ở gần NATO hơn bao giờ hết. Ông đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là thúc đẩy sản xuất công nghiệp phục vụ quốc phòng. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây với tư cách là Tổng thư ký NATO, và điều quan trọng đối với tôi khi đến Ukraine vào đầu nhiệm kỳ của mình là để khẳng định rõ ràng với các bạn, với người dân Ukraine và với tất cả mọi người đang theo dõi rằng NATO luôn sát cánh cùng Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã thảo luận với Tân Tổng thư ký NATO về tình hình chiến trường và kế hoạch chấm dứt xung đột tại nước này. Ông một lần nữa hối thúc phương Tây tăng cường hỗ trợ và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí cho nước này, bao gồm cả vũ khí tầm xa. Việc chọn Ukraine là điểm đến đầu tiên trên cương vị mới, ông Mark Rutte muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của NATO đối với Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nước này với Nga vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Tháng trước, hàng loạt lãnh đạo các nước thành viên NATO đã tới Ukraine, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy. Ngoài những cam kết cung cấp viện trợ kinh tế mới cho Ukraine, một số nguồn tin cho biết các Ngoại trưởng Anh, Mỹ cũng đã bật đèn xanh cho việc dỡ bỏ những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Một động thái nếu được xác nhận có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Các binh sĩ trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga đã nhiều lần thoát chết trong trận chiến giành thành phố Ukleda ở vùng Donbass của Ukraine. Trong một vài khoảnh khắc, phương tiện của Nga suýt bị một số vũ khí hạng nặng của Ukraine đánh trúng, bao gồm một quả tên lửa đã lao xuống con đường mà chiếc BMP-2 vừa đi qua trước đó chỉ vài giây. Hãng thông tấn RIA Novosti hôm 2 tháng 10 đã công bố một đoạn video về quá trình chiến đấu của binh sĩ Nga ở Ukleda, một trong những thành trì quan trọng của các lực lượng Kiev ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, giờ đây khu vực này dường như đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo đó, trong ngày 2 tháng 10, Bộ Chỉ huy Ukraine đã cho phép binh sĩ rút khỏi các đơn vị cố thủ trong thành phố. Đoạn video do RIA Novosti công bố đã được một người lính Nga từng tham chiến ở Ukleda chia sẻ lại. Hình ảnh cho thấy một trận chiến dữ dội đã xảy ra khi xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga cùng các binh sĩ đối mặt với hỏa lực dữ dội từ đối phương. Trong một vài khoảnh khắc, phương tiện của Nga bị một số vũ khí hạng nặng của Ukraine đánh trúng, bao gồm một quả tên lửa đã lao xuống con đường mà chiếc BMP-2 vừa đi qua trước đó chỉ vài giây. Mọi thứ diễn ra cùng một lúc. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, súng máy cỡ lớn, tất cả cùng một lúc. Những người lính này đã vô cùng dũng cảm, người lính Nga cho hay. Thậm chí khi nhóm binh sĩ Nga di chuyển ra khỏi chiếc BMP-2, họ đã bị tấn công vô cùng dữ dội. Một số binh sĩ phải nằm dạp xuống đất và ẩn nấp. Trong những tháng gần đây, các lực lượng của Kiev đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại trong hoạt động quân sự ở vùng Donbass do lúc Ukraine tập trung cho cuộc xâm nhập vào quốc Kursk của Nga từ đầu tháng 8. Các quan chức Ukraine kỳ vọng chiến dịch tấn công Kursk sẽ buộc Nga phải tái triển khai quân từ phía đông. Song trên thực tế, Nga vẫn tiến công liên tục ở vùng Donbass. Truyền thông phương Tây đưa tin, các đơn vị Ukraine ở Donbass chỉ nhận được những tân binh thiếu động lực và đào tạo kém làm quân tiếp viện do những binh sĩ tinh nhuệ đã được điều đến phía Bắc. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa tấn công nơi cất giữ máy bay ném bom chiến đấu và bom lượn có sức hủy diệt cao của Nga. Hiện tại vẫn chưa rõ có máy bay nào bị trúng đạn hoặc hư hại trong cuộc tấn công của Ukraine hay không. Theo Business Insider, cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào sân bay quân sự Boris ở vùng Voronezh, Nga. Cụ thể, máy bay không người lái của Kiev tấn công một số địa điểm tại sân bay, bao gồm nhà kho chứa bom lượn, cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không và bãi đỗ Su-35, Su-34. Đây là nơi được Nga sử dụng để thực hiện hoạt động ném bom trên lãnh thổ Ukraine. Nga trang bị cho máy bay ném bom chiến đấu hệ thống bom lượn và những loại vũ khí gần như không thể đánh chặn. Ukraine từng nỗ lực cắt giảm mối đe dọa đến từ Nga bằng cách truy đuổi máy bay và bom tại căn cứ địch. Hiện tại vẫn chưa rõ có máy bay nào bị trúng đạn hoặc hư hại trong cuộc tấn công của Ukraine hay không. Ukraine tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để giảm khả năng đối phương trong việc tấn công Ukraine bằng máy bay chiến đấu cùng bom lượn. Việc phi quân sự hóa sân bay quân sự của Nga sẽ tiếp tục, Business Insider dẫn nguồn tin quan chức Ukraine cho biết. Cuộc tấn công đêm qua đánh dấu cuộc tấn công tầm xa mới nhất của Ukraine vào cơ sở quân sự quan trọng sâu bên trong nước Nga. Kiev nhắm mục tiêu vào máy bay, tên lửa, bom lợn và nhiều loại vũ khí nổi bật khác của Nga trong suốt chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua. Hồi tháng 9, Ukraine cũng tấn công một số kho đạn dược của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra thiệt hại lớn ở nhiều địa điểm. Hệ thống phòng không Nga cũng gặp không ít khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Kiev. Ukraine chủ yếu dựa vào máy bay không người lái để tấn công cơ sở, mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Quan chức Ukraine từ lâu đã hối thúc các đối tác ở phương Tây dỡ bỏ những hạn chế sử dụng vũ khí quân sự được viện trợ để tấn công Nga, với những lý do hạn chế này đang cản trở khả năng của Ukraine trong nỗ lực đối phó với Nga. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 3 tháng 10 cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công thành công trạm radar Nebo-M của Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS. Việc phá hủy trạm này làm giảm đáng kể khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo của quân đội Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Nebo-M là mục tiêu rất khó tấn công vì nó hoạt động ở chế độ tàng hình, phạm vi quét mục tiêu rất rộng. Do đó, việc phá hủy radar Nebo-M sẽ tạo ra một hành lang trên không, thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và SCAP-EG, cũng như các hoạt động chiến đấu chống lại các mục tiêu quan trọng của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga còn khoảng 10 radar Nebo-M đang hoạt động. Giá của một hệ thống như vậy trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Hiện Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Nebo-M là radar cảnh giới mới nhất của Nga do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Vô tuyến Nizhny Novgorod trực thuộc Almaz-Antey chế tạo. Radar được thiết kế để tự động phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, máy bay tàng hình hoặc máy bay không người lái cũng như mục tiêu siêu thanh. Radar Nebo-M tạo ra một vành đai radar cảnh giới hầu như không thể xuyên thủng và có khả năng phát hiện bất kỳ máy bay nào. Hệ thống hoạt động theo nguyên lý quét điện tử chủ động. Trong chế độ quét từng vùng, Nebo-M có thể theo dõi đến 20 mục tiêu đạn đạo ở khoảng cách tối đa 3.800 km và độ cao 1.200 km. Hệ thống radar Nebo-M đặt trên khung gầm xe tải 38x8 trọng lượng 24 tấn, có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 40 phút. Trong cả chuỗi tác chiến, sau khi định vị mục tiêu, Nebo-M có thể trao đổi thông tin với các hệ thống tên lửa phòng không. Đài radar Nebo-M có thể vận hành trong mọi điều kiện khí hậu có nhiệt độ từ -50 đến 50 độ C, độ ẩm không khí tới 98% và tốc độ gió tới cấp 6, 45 m/giây, đạt độ cao 1.000 m so với mực nước biển. Bình luận sau khi lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Vuleida thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết việc này giúp bảo toàn mạng sống của các binh sĩ Ukraine. Phát biểu ngày 3 tháng 10 trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte tại Kiev, ông Zelensky nói nếu không có vũ khí thích hợp, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn Nga. Khi vị trí của lực lượng Ukraine bị tấn công, chúng ta phải bảo vệ mạng sống của họ. Điều này còn đáng giá hơn bất kỳ tòa nhà nào. Họ là công dân Ukraine, do đó họ hoàn toàn đúng khi quyết định rút quân và cố gắng tự cứu mình. Đây chắc chắn là những bước đi đúng đắn. Tổng thống Zelensky kêu gọi các đối tác quốc tế cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga và cung cấp các thiết bị cần thiết. Ông cũng lưu ý đã có sự trì hoãn trong việc viện trợ vũ khí. Ukraine phải tăng cường các vị trí tiền tuyến của mình để gây áp lực lên Nga. Chúng tôi cần khối lượng và chất lượng vũ khí phù hợp, đặc biệt là vũ khí tầm xa, mà theo tôi, các đối tác đã trì hoãn cung cấp, Tổng thống Zelensky cho biết.